Channel. Chương 471, thoát khỏi nước Mỹ. Sau khi trải qua trải nghiệm tại sòng bạc, Nhâm Hòa ở trên du thuyền sinh hoạt lại trở về bình thường với công việc của nhân viên phục vụ. Hắn cùng Steve hiện tại trong lòng đều rất rõ ràng vị nào chính là đặc vụ của Cục Liên bang, mà vị đặc vụ kia còn chẳng hay biết gì. Đã báo cáo cho thượng cấp tình hình điều tra tại trên du thuyền Ocean Oasis, không có mục tiêu hiềm nghi, Simon ở văn phòng FBI tiếp nhận tin tức truyền đến từ mọi phương diện. Ngón tay hắn gõ gõ không mục đích trên mặt bàn gỗ, luôn cảm thấy sự tình đã thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Chẳng lẽ đối phương đến nay vẫn còn ở New York? Không có đạo lý a, tố chất tâm lý vững vàng như vậy sao? Simon cảm thấy nếu đổi lại là mình cùng đối phương trao đổi vị trí, chỉ sợ mình ngay cả ngủ cũng không được, không tới vài ngày sẽ bị bệnh về thần kinh, sau đó thần kinh suy nhược. Kỳ thật nếu để một tên tội phạm như vậy tồn tại, động một chút là một lời không hợp liền để cho New York thi hoành khắp nơi vậy, làm cho chính Simon cũng khẩn trương không thôi, nhưng mà đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn cũng là hưng phấn. Khi Simon tốt nghiệp trung học, anh cảm thấy mình chỉ được sinh ra làm khắc tinh cho những tên tội phạm. Anh thích trở thành một con mèo đen ở thành phố New York vào ban đêm và những tên tội phạm đó là chuột cống. Trước kia chuột phần lớn rất ngoan ngoãn, cho dù có một hai con dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, cũng chỉ là phản kích trong quá trình hoảng hốt chạy trốn mà thôi, nhưng mà hiện tại, đột nhiên nhảy ra một con chuột dám vuốt râu mèo, trong mắt người khác sẽ cảm thấy rất đáng sợ, nhưng Simon lại cảm thấy vô cùng thú vị. Sắc mặt bệnh hoạn tái nhật của hắn ở trong phòng làm việc của mình có vẻ đặc biệt tối tăm, rõ ràng nội tuyến nên thanh lý cũng đã thanh lý qua, người của Dương Ân cũng xác định đã về nước, như vậy sẽ là ai đang trợ giúp tên tội phạm này. Simon rất xác định, không có ai giúp đỡ, đối phương căn bản không thể rời khỏi New York. Nếu không đối phương cũng sẽ không ở trong cống thoát nước 7 ngày. Có đôi khi Simon cảm thấy đám người NSA kia thật sự rất ngu xuẩn, kỳ thật cơ hội bắt giữ tốt nhất chính là khi đối phương còn ở dưới nắp cống, chỉ cần tăng cường đầy đủ nhân thủ, như vậy cống thoát nước sẽ trở thành phần mộ mà đối phương tự đào cho chính mình. Nhưng đám ngu xuẩn kia lại bởi vì lo lắng dư luận mà thả kẻ địch đáng sợ như thế rời đi. Simon không ngại đem tất cả mọi chuyện đổ cho Cục An ninh Quốc gia. Simon luôn cảm thấy, nguyên nhân hôm nay gieo xuống, ngày mai sẽ có kết quả phải chịu đựng. Simon kéo rèm cửa sổ ra bình tĩnh nghĩ, có điều, đó hẳn là chuyện của CIA rồi. Lạc thành, mẹ nhậm lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình, nhìn phòng khách sáng sủa sạch sẽ, nói thật, trước kia bọn họ bận rộn, nhậm hòa lại không thích việc nhà, cho nên trong nhà sạch sẽ trước nay chưa từng có nhưng nghĩ đến trong phòng này từ nay về sau thiếu một người trong lòng nàng luôn trống trải mọi người luôn nói trên đời này không có ai có thể thay thế ai nhưng mà sự tồn tại của dương tịch phản phất làm cho trái tim bị héo úa của mẹ nhâm bù đắp lại tuy rằng trong lòng vẫn trống rỗng như cũ nhưng ít nhất sẽ không tiếp tục trống rỗng trong khoảng thời gian này mẹ nhậm luôn nghĩ lại chính mình thật sự là quan tâm nhâm hòa quá ít lại để cho nhậm hòa làm ra nhiều chuyện như vậy những chuyện này kỳ thật liền phát sinh ở dưới mí mắt của mình nàng trong khoảng thời gian này mới biết được nhi tử nhà mình viết tác phẩm cũng không chỉ là một bộ côn lôn mà thôi ngay cả chính nàng cũng rất thích truy phong tranh cũng là con trai mình viết còn có hiện tại cái kia bộ thịnh hành toàn cầu hơn nữa điên cuồng hút vàng harry potter cũng là con trai mình viết nói đến những tác phẩm này nhất định phải nói đến quỷ thanh hòa tất cả những thứ này đều là chuyện lúc trước con trai chưa từng nói qua mà Dương Tịch đối với mẹ nhậm mà nói giống như một cái hộp chuyện xưa, mẹ nhậm hiện tại cảm thấy nếu con trai đã mất, như vậy có thể từ trong miệng người khác nghe một chút chuyện xưa truyền kỳ về con trai mình kỳ thật cũng rất tốt. Cô nghe Dương Tịch nói với cô, lúc trước Dương Tịch làm sao một đường đuổi tới đỉnh Everest, Nhâm Hòa làm sao đạt được danh hiệu người đầu tiên lên đỉnh Everest, hơn nữa còn tặng bình dưỡng khí cho người khác. Mẹ Nhâm chưa từng quan tâm đến vận động cực hạn bắt đầu xem video về kỵ sĩ hết lần này đến lần khác. Bà ở bên cạnh Dương Tịch cắn răng căm hận nói, nếu nhậm hòa trở về nhất định phải đánh gãy chân nó. Nhưng nói xong sẽ trầm mặt thật lâu, nếu thật sự có thể trở về thì tốt biết bao. Mẹ nhậm rốt cục ý thức được câu chuyện truyền kỳ của con trai mình là thật sự rất truyền kỳ. So sánh ra chính mình một tay sáng lập tập đoàn lạc hòa giống như cũng không tính là gì, đó là chân chính dũng khí. Tất cả mọi người không có dũng khí giống như nhâm hòa đi khiêu chiến sinh mệnh của mình, lần lượt trải qua sinh tử một đường giống như là rống giận đối với sinh mệnh con người cả đời này rốt cuộc là vì cái gì mà sống đây tiền tài sao hay là danh lợi lúc này mẹ nhậm lại cảm thấy con trai mình còn hiểu rõ hơn cả mình nhưng mà nếu nhậm hòa thật sự trở về mẹ nhậm phỏng chừng vẫn sẽ cầm lấy chổi đánh thằng nhóc kia một trận đánh một trận đều là nhẹ lúc này nhâm hòa ở cảng jamaica bỗng nhiên rùng mình một cái luôn cảm thấy giống như có chuyện gì không tốt muốn phát sinh ở trên người mình. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình cũng đã từ nước Mỹ chạy khỏi, còn có thể có cái gì nguy hiểm sao? Hắn nghi thần nghi quỷ lôi kéo Steve, anh thành thật nói cho ta biết, CIA sẽ không thật sự dùng máy bay không người lái oanh tạc tôi chứ. Steve cười ha ha, ha ha, cậu thật đúng là tin, bất quá ngàn vạn không nên ở trở lại nước như trước kia bại lộ hành tung, bằng không thì đối phương sử dụng máy bay không người lái sẽ không phái tới nhưng là một đống lớn tinh nhuệ vẫn là có steve nói đến một nửa liền dừng lại hắn bỗng nhiên đang tự hỏi một vấn đề nếu như cia thật sự đối với nhâm hòa có ý nghĩ vậy phải phái bao nhiêu tinh nhuệ mới có thể thu phục thiếu niên này tất cả những người biết chuyện đều hiểu rõ một chuyện thiếu niên này còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng cũng chính bởi vì nhâm hòa đáng sợ phía mỹ mới có thể theo sát hắn như thế cho dù lúc trước bọn Lâm Hạo chạy ra khỏi nước Mỹ cũng không để cho Cục An ninh Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang để ý như thế. Nói không chừng cũng bởi vì nhâm hòa tồn tại, rất nhiều đại nhân vật nửa đêm đều ngủ không yên. Trước kia mọi người đều cảm thấy, một anh hùng cho dù năng lực có mạnh hơn nữa cũng không thể một mình đối mặt với bộ máy quốc gia, điện ảnh vĩnh viễn cũng chỉ là điện ảnh. Nhưng sau sự kiện chấn động ở New York, rất nhiều chuyện dường như đều điên đảo nhâm hòa đứng trên bon tàu nhìn lục địa cách đó không xa du thuyền sắp cập bến an toàn của nhâm hòa cũng đã được đảm bảo steve do dự một chút nói có phải nên chuyển tiền cho tôi hay không chính phủ mỹ trong loại chuyện này chỉ giám thị tình huống tài khoản của anh cũng sẽ không đóng băng cho nên anh chuyển tới tài khoản cá nhân của tôi tôi tự nghĩ biện pháp lấy ra nhậm hòa liếc đối phương một cái người này quả nhiên không đơn giản a à. tại dưới sự giám thị của fbi đối với tài khoản ngân hàng hắn cũng dám đòi tiền hơn nữa tự tin cuối cùng có thể đem tiền lấy được đến tay đây vốn cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được nhậm hòa cười nói trở lại nước sẽ thanh toán cho anh hắn vẫn là có chút lo lắng steve lấy được tiền sau sẽ không kiên nể gì tố cáo mình steve hỗn hển nói ra giữa chúng ta tín nhiệm đâu nhậm hòa cười ha hả nói nếu đã nói tín nhiệm vậy tại sao anh không muốn tin tôi sẽ chuyển tiền cho anh trước khi trở về nước yên tâm với thủ đoạn của anh hiện tại khẳng định biết thân phận thật sự của tôi ở trong nước, vậy anh nên hiểu, tôi không thiếu tiền chút này. Steve trầm mặt một lúc lâu rồi cười nói, bảo trọng, hoan nghênh lần sau trở lại Mỹ. Còn tới Mỹ sao? Nhậm hòa trợn mắt nhảy xuống du thuyền, tới đưa tiền cho anh sao? Có rảnh tới nhà tôi chơi, tôi sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Steve nhìn cái bóng lưng kia đi xa, nghe được hảo hảo chiêu đãi bốn chữ này thời điểm nhìn không được rùng mình một cái. Chuyện cho tới bây giờ, tập đoàn thanh hòa tại toàn bộ bên trong internet khai chi tán dịp tốc độ cực nhanh từng cái ứng dụng thuộc về tập đoàn thanh hòa bắt đầu xuất hiện ở trong điện thoại di động của mọi người weibo là chói mắt nhất tồn tại mà thông tin phần mềm weibo vô tri vô giá kế vào trong cuộc sống của mọi người cũng không biết từ khi nào hiệu ứng lan truyền của tk bắt đầu lan rộng bởi vì sự tiện lợi đa dạng chức năng của nó bắt đầu chinh phục toàn bộ thị trường phần mềm xã hội là như vậy một người bạn cảm thấy phần mềm này rất tốt rất có thể mọi người xung quanh đều bắt đầu dùng thứ này miễn là nó đủ thú vị sàn thương mại thanh hòa cũng đã bắt đầu hoạt động từng bước gian nan lôi kéo tất cả ngành bán lẻ hơn nữa chậm rãi chỉnh hợp tài nguyên phương diện hậu cần người phụ trách khu thương mại thanh hòa vĩnh viễn nhớ rõ một câu nói của ông chủ lớn thời đại internet càng thuận tiện lại càng dễ dàng được mọi người tiếp nhận đây cũng là tôn chỉ cốt lõi của tập đoàn thanh hòa thuận tiện cho cách sống của người dân. Bởi vì tập đoàn Lạc Hòa dưới trướng hiện tại đã khuếch trương tới 72 tòa khu thương nghiệp tổng hợp lớn trợ giúp, cổng thanh toán thanh hòa ngược lại là so nhâm hòa trong tưởng tượng phát triển càng thêm mau lẹ một ít, không ít người đều đang nói một việc, cầm điện thoại di động tiến vào đường Lạc Hòa dành riêng cho người đi bộ, căn bản cũng không cần mang tiền, loại này mới mẻ độc đáo sự tình rất có ý tứ. Mọi người dần dần bắt đầu quen với thói quen mỗi ngày tỉnh ngủ theo bản năng mở quy và Weibo ra xem một cái, lên quy xem có bạn bè nhắn lại hay không, xem trong tường có bạn tương tác hay không, nhật ký mình viết ngày hôm qua có bạn bè bình luận hay không. Cũng có thói quen lên Weibo xem có chuyện gì mới mẻ thú vị hay không, các ngôi sao có cập nhật gì mới hay không. Những thứ này đối với cuộc sống nhàm chán đều là chậm chạp tác động từng chút một, nói nó chậm chạp là bởi vì dân số quá lớn, nói nó mau lẹ lại bởi vì tốc độ phát triển của nó đủ nhanh. Nhưng mà vừa lúc đó, người trong nghề bỗng nhiên mẫn cảm phát giác được, tập đoàn Thanh Hòa cước bộ hảo hảo dần dần đình trệ lại. Tựa hồ là tại đi về phía trước trên đường gặp một cái ngã rẽ, bởi vì không ai chỉ đường cho nên không dám lại đi về phía trước. Trước kia tập đoàn Thanh Hòa cũng không phải như vậy, khi đó tập đoàn Thanh Hòa bộc lộ tài năng, chỗ mũi nhọn chỉ trong khoảnh khắc công thành đoạt đất. Trước kia ngành công nghiệp thông tin là năm bè bảy mảng, Quy Quy cũng bất quá là bài danh top 3 mà thôi, nhưng mà hiện tại người sử dụng Quy Quy là quần thể. Cho dù là những sản phẩm mũi nhọn trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin cộng lại cũng không sánh bằng một con quái vật khổng lồ đã cuộc khởi bên trong lĩnh vực Internet. Mà đáng sợ nhất chính là con quái vật khổng lồ này cũng bất quá là một gốc băng sơn trong tầng mây mù nhìn không rõ đế quốc đồ sộ của nó. Nhưng mà hiện tại thì sao? Các đại lão tập đoàn Thanh Hòa không hề tham dự hoạt động công chúng không hề công khai phát biểu ngôn luận cũng không hề cấp tiếng mở mang bờ cõi có người bỗng nhiên có chút nghi hoặc loại tình huống này sao có chút giống như là cảm giác quần long vô thủ sự thật cũng chính là như thế ngay cả hứa nặc ở bên trong cũng không biết nhâm hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gọi điện thoại không được liên lạc trên internet cũng không trả lời thậm chí các quản lý cấp cao của thanh hòa còn bỗng nhiên phát hiện thậm chí có người đang thông qua internet tra lại tình huống bên này ý anh là gì các quản lý cấp cao có chút lạc lõng, đối phương ở trên Internet thế công cũng không hung mảnh, hứa nặc một người liền giải quyết, cho nên điều này cũng làm cho hứa nặc có chút mê mang, không biết đây là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm bọn họ muốn thông qua lực lượng trên mạng này đẩy ngược trở về, đối phương lại chặt đứt hết thảy lai lịch cùng dấu vết. Đối phương là cao thủ, cao thủ hiếm thấy trên mạng, rốt cuộc ai mạnh ai yếu cũng không dễ phán đoán dù sao cũng không có giao thủ chính diện gì chỉ là hứa nặc cảm thấy đối phương ít nhất là tồn tại song song với đội kỹ thuật Thanh Hòa. Chỉ là hứa nặc không quá rõ ràng, đối phương là một cái bộ máy quốc gia to lớn. Đại lão bản của tập đoàn Thanh Hòa phản phất như bốc hơi khỏi nhân gian, mọi người có vô số quyết sách mang tính phương hướng cần nhâm hòa quyết định, người khai thác quả thật có thể một mình đảm đương một phía, nhưng hướng khai thác nào lại cần ông chủ lớn định đoạt. Lúc này quỷ mị quỷ quái đều nhảy ra bắt đầu điên cuồng tiếp xúc các đại lão tập đoàn Thanh Hòa muốn hiểu rõ nội bộ tình hình thực tế của tập đoàn Thanh Hòa. Thậm chí có người hy vọng có thể từ trong khối bánh ngọt này của tập đoàn Thanh Hòa cắt đi một khối, thậm chí hứa hẹn kết xu tiền lương một năm để đào người. Loại chuyện đào người này một chút cũng không hiếm thấy, thậm chí bên ngoài cũng biết, các quản lý cấp cao của Thanh Hòa ngay cả sau khi nghỉ việc, cũng không có ký qua giấy tờ hiệp nghị chống cạnh tranh trong ngành. Trên thực tế, nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Thanh Hòa không có một người đi tiếp xúc với loại chuyện như vậy lương một năm không phải sở kỳ vọng mà bọn họ mong muốn nếu như thật chỉ là vì tiền lúc trước thanh hòa cải cách chính là lúc bọn họ liền có thể rời đi bọn họ bây giờ là cổ đông của tập đoàn thanh hòa mà không phải một người làm công nho nhỏ đây cũng là chỗ bọn họ hài lòng nhất với nhâm hòa thiếu niên kia cho tới bây giờ cũng không keo kiệt cùng giao cho bọn họ tiền tài danh lợi địa vị những thứ này là bọn họ cần nhất mà ánh mắt của đối phương giống như càng cao xa một chút khi mục tiêu cao hơn đạt thành tiền tài danh lợi cũng bất quá là phất tay là tới đồ vật. Hiện tại chính là thời điểm tập đoàn Thanh Hòa vặn thành một sợi dây thần phân phát đồ cường, không ai sẽ nguyện ý buông tha cho thành công sắp tới đi bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa còn chỉ là vì một chút tiền lương một năm kia, tiền lương một năm cao hơn nữa có thể có tương lai trăm ức cổ phần cao sao. Cho nên chuyện này ở bên trong Thanh Hòa giống như là một chuyện cười. Trong cuộc họp thường kỳ của quản lý cấp cao tất cả mọi người sẽ trêu chọc, công ty nào ra giá bao nhiêu tiền, người còn lại sẽ đứng ra làm mất mặt trêu chọc anh ta thật sự là không có tiền đồ giá trị con người của mình cao hơn đối phương một chút mọi người nếu thản nhiên lấy ra chuyện nói cũng không phải là chuyện cần lo lắng cần lo lắng đều là những chuyện mọi người không nói chẳng hạn như ông chủ lớn rốt cuộc đã đi đâu tất cả mọi người rất ngột ngạt loại chuyện này cho dù là hỏi hứa nặc hứa nặc đều là một hỏi ba không biết bọn họ có thể nhìn ra hứa nặc là thật không biết Đến bây giờ vẻ mặt mọi người u vân thảm đạm, ông chủ lớn sẽ không xảy ra chuyện ở Mỹ chứ. Nếu không thì các cuộc tấn công trên mạng đến từ đâu. Nhưng mà chuyện nước Mỹ bùng nổ trên tin tức, thấy thế nào cũng không liên quan nhiều đến ông chủ lớn, vừa bắn nhau vừa sống mái với nhau. Những chuyện này làm sao có thể cứng rắn kéo lên người ông chủ lớn, ông chủ lớn thoạt nhìn là một người nhã nhặn như vậy. Ngay từ đầu mọi người còn hy vọng sự tình xuất hiện chuyển cơ, nhưng thời gian kéo dài càng lâu, cảm giác bất an trong lòng mọi người lại càng nồng đậm. có người bắt đầu đề nghị có muốn đi tập đoàn lạc hòa tìm mẹ của ông chủ lớn hỏi một chút tình huống hay không. luôn lo lắng cũng không phải chuyện a. À. bất quá ai đi thành hỏi một vấn đề mẹ nhậm ở trong lòng bọn họ quả thực giống như hoàng thái hậu tồn tại. đoạn thời gian trước các đại lão có cùng mẹ nhậm tiếp xúc qua đều có chút sợ hãi cùng mẹ nhậm nói chuyện, cùng người khác còn có thể tất đất tất tranh cùng thái hậu tiếp xúc. Tiên thiên liền xuất phát từ trong lòng hoàn cảnh xấu a cái này nói lý lẽ nào đi ai bảo người ta sinh ra cái nhi tử tốt đâu cuối cùng mọi người nhất trí đề cử hứa nặc đi hỏi bọn họ đương nhiên cho rằng hứa nặc cùng nhâm hòa bản thân quan hệ cá nhân cũng đủ tốt hơn nữa hứa nặc lại là tổng tài của tập đoàn thanh hòa cho nên hắn đi hỏi là thích hợp nhất nhưng mà hứa nặc cũng không cho là như vậy mẹ nhâm là hạng người gì hắn rõ ràng nhất hắn ở trước mặt mẹ nhâm cũng không dám thở mạnh một chút bất quá hứa nặc còn có cách khác hắn trực tiếp gọi điện thoại cho dương tịch bảo hứa tịch nghĩ đến mẹ nhậm cũng không nhất định biết nhâm hòa đang làm gì nhưng dương tịch tuyệt đối biết trước kia chuyện nhâm hòa làm phần lớn không phải đều là gạt mẹ nhâm sao hứa nặc nghĩ tới đây cũng có chút suy đoán nhâm hòa có thể là bởi vì vận động cực hạn mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không hứa nặc quả thực có chút không dám nghĩ những thứ nhâm hòa chơi xảy ra chút ngoài ý muốn chính là không chết cũng tàn hắn rất lo lắng nhâm hòa sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trong chuyện này. Gần một đoạn thời gian tới nay, hứa nặc đều cảm giác mí mắt mình nhảy liên tục, sau khi nhâm hòa bỗng nhiên mất liên lạc nhiều lần đều mơ thấy nhâm hòa ngã vào trong vũng máu. Hứa nặc hiện tại may mắn nhất chính là có thể sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở liền theo nhâm hòa lan bạc thế giới này, thẳng đến khi hai người đứng vững gót chân trong lĩnh vực Internet. Nếu như nói ai có cảm xúc sùng bái nhâm hòa nhất, kỳ thật người này là hứa nặc có thể nói ra một số ít người bên ngoài hứa nặc là rõ ràng nhất nhâm hòa đang làm những gì lúc này đế quốc thanh hòa sắp thành hình nhưng là đồ chơi này lúc trước cũng bất quá là nhâm hòa tiện tay làm đồ vật ước mơ chân chính của đối phương không phải là tiền tài và danh lợi mà là khiêu chiến giữa sinh và tử ngẫm lại cổ phần kết xù dễ như trở bàn tay lúc trước hứa nặc trong lòng còn có loại cảm xúc khó hiểu thật giống như là trong tiểu thuyết diễn nghĩa nói như vậy có người lấy quốc sĩ đối đãi với ta ta tất lấy lễ quốc sĩ báo đáp. Hứa nặc biết trình độ văn hóa của mình thấp, ví dụ này một chút cũng không chính xác, nhưng mà đạo lý là giống nhau. Càng trưởng thành, hứa nặc lại càng có thể cảm nhận được nhâm hòa lúc trước đối với mình tín nhiệm còn hơn cả núi cao. Cho nên hắn không hy vọng nhâm hòa xảy ra chuyện. Hứa nặc gọi điện thoại cho Dương Tịch, thời gian giống như qua thật lâu đối phương mới nhận điện thoại. Hứa nặc thậm chí có thể rõ ràng từ trong giọng nói của Dương Tịch nghe ra cảm giác tiêu tụy, đối phương giống như càng thêm bình tĩnh, nhưng phần bình tĩnh này không giống với trước kia, còn có chút mờ mịt cùng chết lặng ở bên trong. Hứa nặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhâm hòa hiện tại ở nơi nào, làm sao cũng không liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy, đi rất xa, dương tịch dứt lời liền cút điện thoại. Những lời này khiến cho tiểu mập mạp có chút vân sơn sương mù bao trùm, hắn có chút mê mang, bao xa mới tính là xa đây. Nước Mỹ đã đủ xa rồi, còn có thể đi đâu xa trên thực tế hứa nặc lúc này đã có dự cảm không rõ nhưng hắn không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa chỉ là mũi đau xót thiếu chút nữa liền khóc lên hứa nặc ông bà ngoại ông bà nội ba mẹ đều còn đang nhân thế hắn tuổi còn nhỏ cũng chưa từng trải qua sinh tử ly biệt chân chính cho nên khi trong lòng hắn có suy đoán lại hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả như vậy thiếu niên mang theo mình gây dựng sự nghiệp thiếu niên giúp mình đoạt được quán quân chạy ma ra tông kia lại cứ như vậy mà đi anh rất muốn lớn tiếng nói với Dương Tịch cô là kẻ lừa đảo, nhưng giọng nói của đối phương đã nói lên tất cả. Làm sao bây giờ, đế quốc Thanh Hòa to lớn như vậy, lại đột nhiên ngay cả quốc vương cũng không có. Vậy Thanh Hòa đế quốc này nên đi nơi nào? Dương Tịch cúp điện thoại hứa nặc rồi tiếp tục ngồi ở ban công nhà nhâm hòa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, kỳ thật có thể nhìn thấy cũng bất quá là một mảnh tiểu khu cùng ngô đồng xanh um tươi tốt mà thôi, nhưng mà cô lại cảm thấy xem mãi không chán. Bởi vì đây đại khái chính là phong cảnh nhâm hòa nhìn 16 năm. Công việc hôm nay đều làm không còn nhiều lắm, mẹ nhậm mang về một đống rau dưa và thịt, Dương Tịch đều đem tất cả nhất nhất phân ra bỏ vào tủ lạnh, thịt đều là sau khi cắt xong mới bỏ vào trong tủ lạnh, nếu không lúc muốn ăn còn phải rã đông nguyên khối. Trứng gà đặt ở tầng dưới cùng của tủ lạnh, tỏi và gừng thì đặt trực tiếp trên tủ bát trong bếp. Tỏi phải ăn nhanh, nếu không mùa này sẽ sớm nảy mầm. Lúc cắt thịt Dương Tịch còn cắt ngón tay của mình một đường máu tinh tế chảy ra dương tịch cũng chỉ tiện tay tìm một băng cá nhân dính vào mà thôi lông mày cũng không nhíu lại nếu là trước kia cô nhất định sẽ nhắn tin nói cho nhâm hòa ngón tay của mình bị đứt để đối phương an ủi mình một chút nhưng bây giờ cô chỉ có thể một mình lặng lẽ chịu đựng dương tịch sẽ không cảm thấy mình cần tìm một người khác chăm sóc bản thân cô chính là độc lập những năm ở chiến khu cũng đều như vậy dương ân mới không để ý tới cô chỉ là dương tịch đang nghĩ lúc trước nhâm hòa vì mình gánh vác nhiều khổ sở gian nan như vậy trong lòng có khổ hay không thật sự là làm khó cậu ấy từ lạc thành đuổi tới kinh đô lại từ kinh đô đuổi tới nước mỹ thật sự là một thiếu niên thần kỳ giống như không có chuyện gì cậu ấy không làm được mẹ nhâm từng nhắc tới với dương tịch tập đoàn thanh hòa hiện tại quần long vô thủ phải có người đứng ra vào lúc này đây là đang thăm dò xem có thể để dương tịch tiếp quản tập đoàn thanh hòa hay không Mẹ Nhậm cảm thấy đây là một lời dặn dò đối với con trai nhà mình, bà và lão Nhậm không thiếu tiền, Dương Tịch thâm tình đối đãi với con trai mình như thế, mẹ Nhậm cảm thấy cần phải để lại cho Dương Tịch chút gì đó. Hơn nữa cô cũng muốn tìm cho Dương Tịch chút việc để làm, để cô có thể nhanh chóng thoát khỏi đau khổ, một mình như vậy, sớm muộn gì cũng phải phế bỏ. Nhưng Dương Tịch từ chối thẳng thừng, nàng cười nói với mẹ Nhậm, mẹ lo lắng nhiều rồi, con thật sự không sao, con chỉ thích sự yên tĩnh này mà thôi hơn nữa mẹ không hiểu sự tồn tại của tập đoàn thanh hòa bất luận là ai tiếp quản cũng không thể phục chúng những người đó đều là tin anh trong ngành internet đều là người một tay con trai mẹ dẫn ra không phải ai cũng có thể thuyết phục bọn họ cho dù là mẹ đi cũng không được trải qua một ông chủ như nhậm hòa bọn họ đã không thiếu tiền tài không thiếu danh lợi có thể thuyết phục bọn họ chỉ có ánh mắt và trí tuệ càng cao xa ngoại trừ con trai mẹ không ai có năng lực này dương tịch tiếp tục cười nói còn đi cũng chỉ bị bọn họ chê cười một người cái gì cũng không hiểu lại còn muốn lãnh đạo bọn họ mẹ biết không tập đoàn thanh hòa giống như một đàn sói kiệt ngạo bất tuân lúc sói đầu đàn còn lại mọi người đều có nhiệm vụ riêng sói đầu đàn không còn bọn họ cũng có thể chọn lại lan vương tiếp tục đi người bọn họ lựa chọn hẳn là hứa nặc đi mẹ cứ giao thanh hòa cho hứa nặc kinh doanh là được rồi còn lại cũng không cần quan tâm cho nên dương tịch vẫn duy trì cuộc sống yên tĩnh của mình mỗi ngày làm chút chuyện mình muốn làm cô thậm chí bắt đầu tự học phát họa bởi vì nhậm hòa biết phát họa đột nhiên điện thoại trong tay dương tịch bỗng nhiên vang lên dương tịch nhìn số điện thoại xa lạ cùng với biển báo đường dài quốc tế cô sửng sốt một chút một loại dự cảm nào đó trong nội tâm nhanh chóng ngưng tụ như đám mây dương tịch do dự đưa tay cầm lấy điện thoại chậm chạp không dám ấn nút nghe bởi vì cô sợ nếu sự tình không phải như mình tưởng tượng giấc mộng sẽ tan vỡ một lần nữa Alo, xin chào. Cuối cùng Dương Tịch cũng bắt máy. Buổi tối hôm nay rạng sáng hẳn là tớ sẽ đến sân bay quốc tế rồi, có nhớ tớ hay không? Nhậm Hòa ở sân bay quốc tế Jamaica dùng điện thoại và thẻ điện thoại mới mua gọi điện thoại cho Dương Tịch, cười vô cùng rực rỡ. Cũng mặc kệ người đối diện điện thoại nghĩ như thế nào trước tiên nói một đống lớn, điều này làm cho Dương Tịch cảm giác mình giống như đang sống trong mộng. Mà Nhâm Hòa còn không biết là, chuyện của mẹ Nhâm đối với anh, đã biết tất cả nhiều người hiểu rằng jamaica có lẽ là thông qua olympic và jamaica là một cường quốc thể thao và nó đã thể hiện rất xuất sắc trong các kỳ olympic trước nhưng hầu hết mọi người ở trong nước đều không rõ lắm kỳ thật jamaica đến nay vẫn là thuộc địa của anh thuộc về nghị sĩ khối thịnh vượng chung anh nguyên thủ quốc gia của họ là nữ hoàng anh trong khi thống đốc jamaica được bổ nhiệm nhân danh nữ hoàng anh vùng biển Caribe chưa bao giờ yên tĩnh 90% dân số là người châu Phi da đen và 60% dân số dưới 29 tuổi. Bạo lực xung đột thường xuyên phát sinh, nhưng đều còn trong khống chế, H3 ngược lại sinh sôi không ít. Bằng nhóm xã hội đen nước ngoài khác với trong nước, trong nước căn bản không có thổ nhưỡng để hát bang sinh tồn, hát bang trong nước lấy ra nước ngoài, bất kể là Jamaica, Đài Loan, Italy, Nhật Bản, đều hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân hệ số an toàn tính mạng của người dân trong nước cao hơn nước ngoài. Ấn tượng sâu sắc nhất của rất nhiều lưu học sinh nước ngoài sau khi du học không phải đất nước phát triển nhanh bao nhiêu, cũng không phải văn hóa quê hương mình bác đại tinh thâm bao nhiêu. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là, thật sự quá mở nó an toàn. Ở nước ngoài cho dù là New York như vậy đô thị quốc tế, ở ngoại ô thành phố bị cướp bóc cũng là chuyện thường như cơm bữa, ở trong nước loại này cướp bóc phạm căn bản đều sống không nổi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân hoàn cảnh sinh thái trong nước, khu bên trong xảy ra chút chuyện gì, phim cảnh sát đều biết nên đi tìm cái tên tội phạm nào, chiếc xe đạp của bằng hữu ngoại quốc ném ở đâu, cảnh sát gọi mấy cuộc điện thoại, xe đạp qua 2 giờ liền bị đưa đến cửa ra vào cục cảnh sát. Điều này cũng không thể nói rõ rốt cuộc là tốt hay xấu, Nhâm Hòa cảm thấy chỉ cần an toàn của mình có thể đạt được cam đoan tốt hơn, hắn lười đi quản quan hệ giữa cảnh phỉ này rốt cuộc là cái quan hệ gì. Đương nhiên thể chế bên trong đất nước chưa bao giờ cho phép tội phạm chân chính xuất hiện. Nhâm Hòa ở Jamaica lấy được vé máy bay cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nhớ lại lúc mình xuống thuyền trên mặt Steve đã có chút vui sướng khi người gặp họa, sau đó mới hiểu được vấn đề nằm ở chỗ nào. Không mua được vé máy bay, hắn hiện tại ở Jamaica căn bản chính là một hắc hộ. Không có thị thực, không có hộ chiếu, xuống thuyền đã bị hắc bang địa phương theo dõi, da mịn thịt mềm còn lẻ loi một mình hơn nữa không đi theo đoàn có bối cảnh chính thức, còn sách theo một cái rương thoạt nhìn cũng rất tốt. Loại người này nếu như không phải dê béo, vậy người nào là? Lúc Nhâm Hòa đang suy nghĩ làm sao lấy được vé máy bay, cũng đã phát hiện xung quanh có bốn năm người da đen nhìn chằm chằm hắn. Nhâm Hòa cũng vui vẻ, lại còn gặp phải loại chuyện này, không biết những người này có thể giúp mình lấy được vé máy bay hay không. Hắn cố ý hướng chỗ hẻo lánh đi đến, đối phương rất nhanh liền theo tới, Kết quả đến trong góc bọn họ liền bức bách Nhâm Hòa đem rương giao cho bọn họ. Nhâm Hòa rất bình tĩnh liền đem cái rương đưa ra ngoài. Bên trong hai cây bán tự động súng trường cộng thêm một cây súng lục trọng lượng thiếu chút nữa làm cho người nhận rương không có nhấc lên, thắt lưng đều đau nhất. Đối phương hồ nghi cho rằng trong rương nhất định có thứ gì đó rất quan trọng, tại chỗ tìm Nhâm Hòa muốn mật mã mở ra xem xét. Nhưng mà rương vừa mở ra bọn họ liền có chút mơ hồ, bên trong dĩ nhiên là súng. Sau đó ngẩng đầu lên, súng của nhâm hòa cũng đã chĩa vào bọn họ. Mở nó, đụng phải bọn buôn bán vũ khí sao? Nhàn rỗi không có việc gì anh mang theo một đống súng chạy loạn cái gì? Đây không phải lừa gạt bạn bè quốc tế thì là cái gì? Có điện thoại không? Ném qua một cái, nhậm hòa vui tươi hớn hở nói, để lại tài khoản, tôi về nước chuyển khoản cho anh. Đây chính là phương thức hiện tại nhâm hòa mua điện thoại, hắn vốn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, vì đạt được mục đích, cũng không phải quá để ý thủ đoạn. Hiện tại trải qua một trận chiến tại New York về sau, có quỷ mới biết được hắn sẽ có cái gì biến hóa mới. Bất quá nhâm hòa cảm thấy giữ lại năm người đối phương vẫn là quá nguy hiểm. Hắc bang Jamaica trên người mang súng đều là chuyện rất bình thường. Cho nên nhâm hòa lần lượt đánh ngất bốn người trong đó mới bắt đầu gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên hắn gọi cho Lâm Hạo trước, yêu cầu thiên khu giải quyết vấn đề vé máy bay của mình. Không quá 10 phút Lâm Hạo đã gọi lại trực tiếp đến cửa kiểm tra an ninh số 21 báo tên là được. Điều này làm cho Nhâm Hòa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới năng lực của thiên khu vẫn rất lớn. Trên thực tế vị trí của Jamaica quả thật rất thích hợp làm điểm thâm nhập Bắc Mỹ, đối phương đã sớm kinh doanh nơi này. Nhưng Nhâm Hòa lại không biết, Lâm Hạo đối diện điện thoại khiếp sợ cỡ nào. Thiên khu nhận định Nhâm Hòa đã chết không phải là không có nguyên nhân, thử hỏi lúc trước ai ở trong hoàn cảnh như vậy có thể thoát thân bất kể là lâm hạo hay là lão vương, chỉ sợ cũng không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cây súng bắn tỉa quả thật tàn nhẫn, trong đêm như máu kia, súng bắn tỉa của nhâm hòa cho bọn họ quá nhiều rung động, nói một tiếng thiện xạ cũng không quá đáng. Nhưng là một cây súng bắn tỉa tàn nhẫn hơn nữa, đó cũng là trung tâm thành phố New York, đối mặt cũng là cục an ninh quốc gia, lại còn là một cục thi hành pháp luật, trực thăng đều xuất động, tình hình chiến đấu ngày hôm đó kịch liệt cỡ nào chỉ cần nhìn tin tức nước mỹ ngày hôm đó là biết tuy rằng tin tức cũng không đưa tin sự tình cuối cùng phát triển đến trình độ nào bởi vì cục an ninh quốc gia đã phong tỏa tin tức nhưng sẽ không ai cho rằng nhậm hòa còn sống hơn nữa sau đó bọn họ còn mua được tin tức vụ án này đã kết thúc trong cục an ninh quốc gia kết thúc nghĩa là gì không ai biết vụ án này đã bí mật chuyển đến cục điều tra liên bang bọn họ chỉ có thể thô thiển cho rằng nhậm hòa đã chết đương nhiên liền theo lẽ thường kết án cho nên gần đây thiên khu có chút sợ hãi nhận được chỗ ở của dương tịch liền lo lắng đối phương hỏi nhâm hòa rốt cuộc có chết hay không cũng may đại khái dương tịch cũng đã tuyệt vọng cho nên không gọi điện thoại nữa hầu tử ở trên đường liền nói cho bọn họ biết nguyên nhân nhâm hòa rơi vào trong chiến trường chính là vì để cho hầu tử sống sót sau đó đổi lấy cơ hội dương tịch rời khỏi nước mỹ người của thiên khu cầm tiền lương của quốc gia cuối cùng lại được một dân chúng bình thường cứu loại chuyện này nói ra tất cả mọi người phải xấu hổ cho nên điện thoại cho dương tịch giống như là đem sỉ nhục của mỗi người bọn họ một lần nữa vạch trần bọn họ không ngại sỉ nhục thêm vài lần nhưng bọn họ cũng không có cách nào làm cho nhậm hòa chết đi sống lại và điều khiến họ bị sốc là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời đã được sinh ra ngay trước mắt họ bình thường trong tình yêu phấn đấu quên mình các loại lời thề giống như là đánh rắm đồng dạng nhưng là hiện tại nhâm hòa lại dùng tánh mạng của mình tại giám chứng tất cả những thứ này hiện tại lâm hạo bỗng nhiên biết được nhâm hòa không chết tin tức loại cảm giác này quá thần kỳ giống như là trên trời bỗng nhiên có một đạo ánh mặt trời đánh xuống toàn bộ thế giới đều tươi sáng lên điều này làm cho nhâm hòa một trái tim treo lơ lửng rốt cục thả xuống steve cái kia trương vui sướng khi người gặp họa khuôn mặt tươi cười nếu bây giờ còn ở trước mặt của mình quyết đoán muốn làm cho hắn khóc trước một giờ lại nói sau khi tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng nhậm hòa mới hít sâu một hơi gọi điện thoại cho dương tịch Tất cả mọi người đều cho rằng Nhâm Hòa đã chết, cho nên khi Dương Tịch nghe được thanh âm của Nhâm Hòa, một khắc kia, giống như là sống ở trong mộng, đối phương hiện tại đang ở Jamaica, hơn nữa lập tức muốn trở về, đêm nay sẽ đến sân bay quốc tế Kinh Đô. Kinh hỷ đến quá mức đột ngột, làm cho Dương Tịch trong chốc lát cảm xúc đều có chút không kịp phản ứng, giống như là đã quên cao hứng. Nhậm Hòa ở điện thoại đối diện chính đem cuối cùng một tên thành viên hát bang cho đánh đổ, sau đó còn có rảnh đem trên người bọn họ tiền đều lục soát đi, mấy cái hắc ban thành viên cũng là không tốt lành gì, cướp bóc ai không tốt, cướp bóc một cái liền ngay cả FBI cùng Cục An ninh Quốc gia đều không có cách nào làm thịt. Cũng may nhâm hòa hiện tại trong lòng vẫn duy trì bản tâm, bằng không bọn họ hiện tại cũng không phải hôn mê đơn giản như vậy. Chuyện này đối với nhâm hòa mà nói chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không phải phương thức giải quyết vấn đề duy nhất, hắn rất tỉnh táo. Điều này còn nhờ có lúc đạt được kỹ xảo xuống ống cấp đại sư, thiên phạt hệ thống khiến hắn cảm nhận được cảm xúc thương xót. Dương Tịch nghe Nhậm Hòa gọi trong điện thoại rốt cục phục hồi tinh thần lại, cô trầm mặt ước chừng 10 giây, bình thường, cô cũng chỉ là vào ban đêm một mình trốn ở trong chăn ngửi thấy hơi thở của Nhậm Hòa mới có thể nhìn không được rơi lệ, ở trước mặt mẹ Nhậm và lão Nhậm đều là ra vẻ kiên cường. Kết quả hiện tại, trong khoảng thời gian này trong nội tâm ấy nấy, chua xót, trong nháy mắt bộc phát, kỳ thật ở trong lòng dương tịch nhâm hòa là bị chính mình liên lụy tử vong bởi vì nếu như không có mình đối phương có thể một mình giết ra biên giới hoặc là nói những chuyện này bản thân cũng là bởi vì dương ân mà lên đem nhậm hòa vô tội liên lụy trong đó cho nên đây cũng là nguyên nhân dương tịch hiện tại không muốn nhận điện thoại của dương ân không phải cô đang trách cứ dương ân mà là bởi vì dương ân đúng là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của nhâm hòa dương ân cũng rất rõ ràng điểm này cho nên hắn hiện tại cũng bị vây trong ấy nấy, không biết nên đối mặt với nữ nhi bảo bối của mình như thế nào. Giờ khắc này, Dương Tịch cầm điện thoại bắt đầu gào khóc, giống như ủy khuất của mình cuối cùng cũng tìm được lối ra, sao cậu lại ở Jamaica. Cậu đừng khóc, đừng khóc, nhậm hòa cười khổ an ủi, không phải không liên lạc với cậu, tớ cũng vừa mới chạy trốn tới Jamaica. Tớ cảm thấy nước Mỹ hiện tại có thể bắt đầu một kế hoạch nghe lén tất cả điện thoại nước ngoài và giám thị tất cả dân chúng cho nên căn bản không dám lên mạng liên lạc với trong nước cũng không dám gọi điện thoại kế hoạch lăng kính rốt cuộc đáng sợ cỡ nào nhâm hòa kiếp trước đã trải qua tuy rằng không xác định trong thế giới song song này nó rốt cuộc có tồn tại hay không nhưng nhâm hòa không dám lấy sinh mệnh của mình đi đánh cược trong kế hoạch lăng kính đối với tất cả liên hệ trong nước đối với nước ngoài càng là quan trọng nhất cho nên nếu nhâm hòa gọi điện thoại đường dài nói không chừng lập tức sẽ bị nghe lén kiếp trước ngay cả điện thoại của thủ tướng đức thủ tướng Mexico đều ở trong phạm vi bị nghe lén, nhâm hòa căn bản không cảm thấy mình có thể có bao nhiêu may mắn. Đến Jamaica mới xem như hoàn toàn an toàn, hiện tại cuối cùng cũng có thể liên lạc với trong nước. Nhâm hòa ở trong điện thoại đem chính mình lúc trước như thế nào chạy thoát, từ phi thân nhảy vào cống thoát nước, nói đến như thế nào ở cống thoát nước cùng những người của tiểu tổ tác chiến của Cục An ninh Quốc gia giằng Co. Từ việc thoát ra khỏi cống rảnh, đến việc sử dụng Steve để trà trộn vào Ocean Oasis, nhâm hòa lúc này còn rảnh rỗi nói chuyện đánh bạc kiếm tiền trên du thuyền ocean oasis về phần có mỹ nữ cho hắn tiền qua còn bị mỹ nữ tự tiến cử đương nhiên theo lý thường phải bị xem nhẹ hắn cảm thấy dù sao mình cũng không phạm sai lầm thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đỡ cho dương tịch nhàn rỗi không có việc gì đi ghen đừng thấy dương tịch bình thường độc lập cỡ nào nhưng điều này không thay đổi được bản chất của bình giấm chua của cô trong quá trình dương tịch nghe nhâm hòa kể cho cô nghe tiền căn hậu quả cảm xúc cũng chậm rãi bình phục. Cô khó có thể tưởng tượng người như Nhâm Hòa lại ở cống thoát nước dơ bẩn suốt 7 ngày. Cô chỉ biết là, trong quá trình chạy trốn Nhâm Hòa nhất định đã trải qua ngày đêm vô cùng thấp thỏm. Dương Tịch nhẹ giọng nói, vất vả cho cậu rồi, mau về đi, về cho cậu ăn thịt băm và cá chiên. Nhâm Hòa nghe xong trong lòng cũng có chút chua xót chính mình rốt cục muốn trở lại mảnh kia nhiệt tình yêu thương thổ địa rồi. Hắn hiện tại một khắc cũng chờ không được, thầm nghĩ sớm một chút ngồi trên đường trở về máy bay. Dương Tịch nói tiếp, bây giờ tớ sẽ xuất phát từ Lạc Thành đến sân bay quốc tế Kinh Đô chờ cậu. Chờ một chút. Nhâm Hòa sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như có cái gì không đúng, sao cậu lại ở Lạc Thành. Sau đó liền đến phiên Dương Tịch bắt đầu kể lại chuyện cô đã làm sau khi Nhâm Hòa gặp chuyện không may, từ khi trở về nước nói đến nhà Nhâm Hòa, còn có quá trình ở chung với mẹ Nhậm. Trong quá trình Dương Tịch kể lại, Nhâm Hòa càng há to miệng, mở nó. Vậy là xong con bê. Khi nhậm hòa từ trong miệng dương tịch biết được, mẹ nhậm đã biết hết thảy, cũng có nghĩa là mẹ nhậm không chỉ biết thân phận kỵ sĩ của hắn, biết quá khứ của hắn, cũng biết chuyện hắn đại chiến với Cục An ninh Quốc gia ở New York. Dựa theo tính cách của mẹ nhâm, nhâm hòa cảm thấy mình có thể chuẩn bị di chúc đi là vừa. Đánh một trận đều là không thấy được ánh sáng mặt trời có được không? Nhậm hòa vốn nhớ nhà như điên, bỗng nhiên có chút không muốn trở về. Đương nhiên, trở về là nhất định, chỉ là nên như thế nào trở về, sau khi trở về như thế nào đối mặt lão nhậm cùng mẹ nhậm mới là trọng điểm. Nhậm hòa ho khang hai tiếng nói, cậu trước đừng cho mẹ tớ nói chuyện tớ trở về, trước hết để cho tớ hít thở không khí một chút. Dương tịch trải qua tâm tình lên lên xuống xuống, bây giờ nghe thấy giọng nói sợ hãi của nhâm hòa liền bật cười, tớ sẽ giúp cậu cầu xin mẹ. Được rồi, mẹ chúng ta đã gọi ra, nhâm hòa nghe xong tâm tình cũng phức tạp, Hiện tại Dương Tịch ở trong nhà mình ở Lạc Thành giống như con dâu nuôi từ nhỏ. Mẹ nhậm và lão nhậm cũng đều hoàn toàn tiếp nhận cô, người vợ này của mình hẳn là không chạy. Nhâm Hòa cảm thấy trải qua chuyện lần này, tôi như Khanh, Dương Ân bản thân vấn đề cũng không tính là quá lớn. Hiện tại mình càng là vì cứu Dương Ân mà đứng ra, đối phương căn bản cũng không có ngăn cản lập trường của mình và Dương Tịch ở cùng một chỗ nữa. Nói thật, cho dù Nhâm Hòa không muốn đối mặt với lửa giận của mẹ Nhâm, hắn cũng nhất định phải báo bình an cho đối phương vào lúc này, chậm một phút, cũng có nghĩa là đối phương thương tâm thêm một phút, cho nên cho dù là suy nghĩ từ phương diện này, nhâm hòa cũng không thể cố ý giấu giếm tiếp, bằng không sẽ quá không hiếu thuận. Cho nên cúp điện thoại của Dương Tịch, nhậm hòa liền gọi cho mẹ nhậm, số điện thoại đều ở trong đầu anh, tiện tay gọi tới. Lúc gọi ra nhâm hòa bắt đầu khẩn trương, hắn căn bản không biết nên đối mặt với lửa giận của mẹ nhâm như thế nào. Điện thoại vừa chuyển được, nhậm hòa liền nghe thấy giọng mẹ nhậm alo nhậm hòa hít một hơi thật sâu mẹ con là nhậm hòa con không sao buổi tối rạng sáng sẽ đến sân bay quốc tế kinh đô mẹ không cần quá lo lắng được rồi con muốn lên máy bay không nói nữa con cúp máy sau khi nói xong nhậm hòa lập tức cúp điện thoại hoàn toàn không cho mẹ nhậm có cơ hội nổi giận nhưng mà vừa cúp điện thoại hắn lại bắt đầu phiền muộn hiện tại có thể chơi trò cúp điện thoại tắt máy này trở về làm sao bây giờ nhâm hòa dựa theo gợi ý lâm hạo đưa cho hắn tiến vào kiểm tra an ninh quả nhiên giống như lâm hạo an bài sau khi mình nhỏ giọng báo tên thì có người chuyên môn an bài công việc liên quan đến mình lên máy bay hộ chiếu mới tin vé máy bay mới tin tên trên hộ chiếu không phải nhâm hòa xem ra đây đều là chuyện bọn lâm hạo an bài tốt hơn nữa hiệu suất cực cao lúc này khoảng cách nhâm hòa gọi điện thoại cho lâm hạo cũng bất quá là ba giờ thời gian đối phương dĩ nhiên xuất ra như vậy trọn vẹn đồ vật xem ra mọi người tại hòa bình niên đại cũng không nhàn rỗi. Trên thực tế cũng vốn nên như thế, ngay tại thời điểm dân chúng bình thường hưởng thụ cuộc sống an bình, còn có vô số người đang vì cuộc sống an bình này mà phấn đấu. Sau 26 ngày đấu súng ở trung tâm thành phố New York, Nhâm Hòa rốt cục lặng lẽ ngồi lên máy bay trở về nước. Ở Mỹ, anh có hồi ức tốt đẹp, ví dụ như ngày đêm ở chung với Dương Tịch, bỏ trốn với Dương Tịch, cùng làm album với Dương Tịch, tay không leo núi dưới sự chứng kiến của Dương Tịch nhưng mà cũng có hồi ức không tốt tỉ như giết chóc trong đêm đẫm máu kia tỉ như lâm hạo người như vậy nhất định sẽ cho rằng như vậy chiến đấu có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhưng mà đối với nhâm hòa mà nói đó chính là vì mở ra một con đường máu bất đắc dĩ mà làm về nước đây giống như là một cột mốc mang tính biểu tượng ở trong lòng nhâm hòa tựa hồ chỉ cần trở lại quốc nội mình vẫn là một người bình thường có thể quên đi đã từng phát sinh đến lạnh người hắn vô cùng khát vọng cuộc sống yên tĩnh điện thoại đang gọi điện thoại cho mẹ nhậm thì đã tắt máy trên chiếc máy bay lớn của hãng hàng không quốc tế này cơ bản đều là đồng hương trở về nước hình như còn là một đoàn du lịch nhâm hòa nghe các du khách trên máy bay nói chuyện với nhau thì phát hiện đám người này lại là một nhóm người giàu có nhâm hòa cũng buồn bực một đám người giàu có chạy jamaica chơi cái gì ở hắn trong ấn tượng jamaica chính là một cái hỗn loạn quốc gia nếu như là chính hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn nơi tràn ngập nguy hiểm đi du lịch nghe nửa ngày mới hiểu được, nguyên lai thủ đô Kingston của Jamaica lại còn là thánh địa nghỉ dưỡng. Nhâm Hòa ở trên máy bay rất khiêm tốn, ngồi bên cạnh hắn là một đôi vợ chồng trung niên mang theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nhâm Hòa không có ý đồ cùng bất luận người nào giao tiếp, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện về nước. Đến giờ dùng cơm, du khách trên máy bay tất cả đều lấy ra đồ ăn mình đã chuẩn bị tốt, trong miệng còn oán giận công ty hàng không quốc tế keo kiệt. Chất lượng đồ ăn quá kém, chỉ có nhâm hòa ấn nút phục vụ phiền toái tiếp viên hàng không xinh đẹp chuẩn bị cho mình một phần thức ăn tiêu chuẩn trên máy bay. Hắn là thật sự không rảnh lại đi kén chọn cái gì đồ ăn, hơn nửa lúc trước ở bên trong cống thoát nước. Mỗi ngày có thể ăn chính là hơn nửa đêm trộn một chút ổ bánh mình còn dư lại trong tiệm bánh mì, còn phải ngửi mùi hôi thối ăn. Hiện tại có thể ăn đến đồ ăn đàng hoàng cũng đã phi thường không tệ. Ở trên du thuyền nhâm hòa mỗi ngày có thể ăn đều là cơm tây, lần này cơm máy bay là cơm thịt băm cá thơm, thật vất vả ăn được cơm quê hương lại là món thịt băm cá thơm thích nhất quả thực cảm động thiếu chút nữa khóc lên người khác chỉ sợ rất khó tưởng tượng nhâm hòa một đường đi tới ở trong nghịch cảnh đối với quê hương nhớ nhung tâm tình cá hương thịt băm đối với hắn mà nói giống như là sớm nhìn thấy quê hương đồng dạng du khách xung quanh chú ý tới nhâm hòa lẻ loi một mình ăn như hổ đói trên máy bay mọi người cũng sẽ không nói gì nhưng đối với các loại nhãn hiệu của nhâm hòa đã sớm dán lên giữa người với người ở chung chính là điểm ấy không tốt, luôn có người thích trông mặt mà bắt hình dong. Nhâm Hòa không rảnh chú ý cái này, mọi người bèo nước gặp nhau, sau khi xuống máy bay không còn khả năng cùng xuất hiện, hắn cũng sẽ trở về cuộc sống của mình. Cô gái xinh đẹp bên cạnh anh lấy ra một hộp cơm đưa cho Nhậm Hòa, đây là lúc trước em chuẩn bị, cậu cũng nếm thử đi. Nhâm Hòa hiểu được thiện ý của cô, có lẽ thuộc tính mị lực cộng ba của mình lại phát huy tác dụng bất quá hắn vẫn cự tuyệt ý tốt của cô gái mỉm cười tỏ vẻ mình đã ăn no rồi cô gái cũng cảm thấy đầu óc mình nóng lên cho người ta đưa đồ ăn giống như có chút quá mức nhiệt tình nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy trên người anh trai bên cạnh này có thứ gì đó hấp dẫn cô thứ này như có như không như ẩn như hiện là một loại cảm giác nói không rõ thành lời cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy muốn nói chuyện với đối phương loại cảm giác này thật sự là tới quá mặt danh kỳ diệu ngay cả chính nhâm hòa cũng không biết, ngoại trừ thuộc tính mỹ lực cộng ba ra, sau khi hắn chân chính trải qua chiến hỏa, trên người lại có thêm rất nhiều khí chất nói không rõ ràng, đó là tâm cảnh tích lũy sau khi quyết đoán sát phạt, cùng với phần tâm cảnh này thể hiện bên ngoài. Một đường bình an vô sự, không có ai cướp máy bay, không có ai châm chọc khiêu khích, không có tiếng súng, đây chính là cuộc sống yên bình mà nhâm hòa chờ mong hơn một tháng, nhâm hòa ngủ say trên máy bay. Thời gian qua 13 giờ, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Kinh Đô, không xuất hiện máy bay không người lái CIA oanh tạc như Steve nói đùa, cũng không xuất hiện bất kỳ khúc chiếc nào nữa, nhậm hòa rốt cục về tới trong nước. Khi hắn xuống máy bay chân đạp mặt đất trong lòng tràn ngập cảm khái, lúc này một ít du khách đồng hương bên cạnh hắn bắt đầu đi ra bên ngoài, nhâm hòa đi ở phía trước nhất, hắn đã khẩn cấp muốn nhìn thấy dương tịch. Tuy rằng mẹ nhậm cũng rất có thể chờ ở bên ngoài, nhưng chết sớm chết muộn, không phải đều là chết sao. Nhậm Hòa tin tưởng mẹ Nhậm sẽ tha thứ cho anh. Sự thật hiện tại ý nghĩ của mẹ Nhậm muốn gặp con trai nhà mình nhiều hơn lửa giận. Bà hiện tại chuyện muốn nhất chính là trước nhìn thấy thằng nhãi con vô pháp vô thiên này lại nói, phát hỏa đó là chuyện sau khi về nhà. Cho nên khi Nhậm Hòa ra khỏi cửa, mẹ Nhậm lạnh lùng nhìn con trai đang ôm dương tịch, thẳng nhiên nói một câu về nhà trước rồi quay người lên xe. Lên xe vành mắt bà mới bắt đầu đỏ lên, chỉ có tận mắt nhìn thấy con trai, bà mới có thể tin tưởng con trai mình thật sự không chết không chết là tốt rồi trở về lại hảo hảo tính món nợ này đêm nay trước hết để cho nhi tử ăn bữa ngon nhi tử đều gầy trên thực tế nhâm hòa cũng không gầy thuần túy là tác dụng tâm lý của mẹ nhâm lúc này nhâm hòa đứng ở lối ra nhìn người bên ngoài tới đón mình dương tịch mang theo khẩu trang cùng kính râm ôm lấy mình nhâm hòa ngửi thấy mùi thơm của dương tịch cuối cùng xác định mình thật sự đã từ địa ngục trở lại nhân gian giới mà phía sau Dương Tịch lại là hứa nặc cùng với tất cả đại lão tập đoàn Thanh Hòa. Nói thật, Nhâm Hòa cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến nên đón mình như vậy. Hiện tại, những người này đều là nhân vật hết sức quan trọng trong các lĩnh vực. Lúc này, mọi người dưới sự dẫn dắt của hứa nặc cùng cười to nói, hoan nghênh xếp về nhà. Nhâm Hòa ôm Dương Tịch, mũi cay cay, cảm ơn mọi người, đi, tối nay tôi mời khách, chúng ta ăn ngon. Phía sau hắn du khách vừa mới đi tới cửa ra vào vừa đi ra liền bỗng nhiên nhìn thấy nhâm hòa bọn họ hơn 20 người đi lên đoàn xe ngoài sân bay, một dòng nước xe sang trọng mà nhâm hòa ngay tại bên trong mọi người vây quanh, thoạt nhìn tương đối rung động. Có du khách bỗng nhiên nghi hoặc nói, cô gái kia sao thoạt nhìn có chút giống ngôi sao vậy. Những người đó, hình như là quản lý cấp cao của tập đoàn Thanh Hòa thì phải. Một người thanh niên bình thường trong mắt bọn họ sao lại biến hóa nhanh chóng, biến thành chói mắt như vậy. Nhìn lầm rồi chứ? Ừ, nhất định là nhìn lầm rồi. Trở lại trong nước buổi tối hôm đó nhâm hòa đầu tiên cùng tất cả quản lý cấp cao tập đoàn Thanh Hòa ở kinh đô ăn bữa cơm, thật sự là trong khoảng thời gian này tích góp được cần quyết định sự tình nhiều lắm, tập đoàn Thanh Hòa dừng chân không tiếng cũng đã có nửa tháng thời gian. Nửa tháng nay, bên ngoài đối với tập đoàn Thanh Hòa suy đoán nhau nhau, có không ít người đều đoán được tập đoàn Thanh Hòa bây giờ là quần long vô thủ trạng thái một đám cá mập lớn đều muốn vào lúc này lợi dụng sơ hở, đào chân tường. Trong lúc tiệc rượu các đại lão giống như là giao nộp đầu tư danh trạng vậy, nói đùa giống như báo cáo một đoạn thời gian này những công ty kia tìm bọn họ đào chân tường, làm như vậy kỳ thật chính là vì biểu thị chính mình không có hai lòng. Trên thực tế đúng như Dương Tịch nói với mẹ nhậm, những người này dưới sự dẫn dắt của nhậm hòa đã không thiếu tiền tài không thiếu địa vị, có thể hấp dẫn bọn họ, chỉ có tương lai rộng lớn kia đế quốc hiện tại còn ẩn giấu trong mây kia bọn họ đều biết ông chủ lớn hẳn là ở mỹ gặp phải biến cố gì nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì bọn họ không biết bọn họ cũng không có ý định đi tìm hiểu chuyện riêng tư của ông chủ lớn hơn nữa bọn họ cũng rất khó đem thiếu niên trước mắt này cùng một tên tội phạm liên hệ với nhau mặc kệ bọn họ ở trong xã hội địa vị cao bao nhiêu cũng bất quá vẫn là thân ở trong thế giới của người bình thường chiến hỏa cùng bọn họ không có chút nào quan hệ. Nhâm hòa ở trong bữa tiệc chảy chút vấn đề bọn họ gặp phải gần đây, tóm lại đều là bởi vì ánh mắt không đủ lâu dài mà dẫn đến vấn đề phương hướng, mà những chuyện này, ở chỗ nhâm hòa kỳ thật cũng không tính là vấn đề. Khi những chuyện này từng chuyện từng chuyện bị giải quyết xong, các đại lão tập đoàn Thanh Hòa mỉm cười hai mặt nhìn nhau, vị ông chủ nhìn xa trong rộng kia, rốt cục đã trở lại nhậm hòa giơ chén rượu lên cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này vì tập đoàn thanh hòa mà lao lực thanh hòa sau này tốc độ còn muốn nhanh hơn nữa một chút thời đại này vĩnh viễn đều ở vào trong sự biến hóa mới nhất là trong lĩnh vực internet của chúng ta hiện tại chúng ta mỗi người đều ở tuyến đầu của lĩnh vực này chạy như điên tuyệt đối không nên cho bất luận kẻ nào có cơ hội đuổi theo các vị chúng ta có thể hay không tiếp tục dẫn đầu chạy tiếp kỳ thật điểm mấu chốt không ở tôi mà ở các vị Thành Sơn Thủy đi trước cười dơ chén lên, xếp yên tâm đi, trong này có cổ phần của chúng tôi đâu. Ha ha, nhất định sẽ có hiệu quả, xếp yên tâm. Hiện tại toàn bộ người trẻ tuổi trong nước đều biết, ở cái người trẻ tuổi này khó mua nhà thời đại. Đến Thanh Hòa hảo hảo làm là có thể phân phối nhà ở, 20 năm sau còn có thể dùng giá thành hiện tại đạt được một căn nhà. Ta tin tưởng, tuy rằng Lạc Thành thân ở tuyến 3, nhưng tương lai nhất định sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn cung cấp chúng ta tận dụng. Chén rượu này uống xong, hôm nay cục trên cơ bản cũng liền đến muốn tan cuộc thời điểm, tập đoàn Thanh Hòa hiện tại chính là nhâm hòa căn cơ, chính mình tương lai muốn làm thành chuyện gì, đại bộ phận đều quyết định bởi tập đoàn Thanh Hòa có thể hay không tại cái này trong thời đại kinh doanh loạn thế quật khởi. Nếu muốn làm người chơi lớn nhất, nhâm hòa trước hết phải nắm chặt lợi thế trong tay mình, mà những đại lão tập đoàn Thanh Hòa này cũng không phải là không có ai muốn đổi nghề, kỳ thật còn có cơ cấu đầu tư mạo hiểm đưa ra giá cao hơn tỷ như cổ phần công ty cao hơn các đại lão tập đoàn thanh hòa cũng không phải không ai dao động nhưng mà tựa hồ chỉ cần nhâm hòa vừa trở về tâm tư dao động của bọn họ liền phai nhạt nếu như nhâm hòa không trở về được sự tình sẽ phát triển theo một phương hướng khác nhưng chỉ cần nhâm hòa trở lại bọn họ rất khó dâng lên tâm tư cùng nhâm hòa là địch cho dù chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường thật sự là bởi vì trí tuệ của đối thủ này trong thế giới internet quá làm cho người ta ngưỡng mộ hơn nữa ánh mắt và chiến lược internet mà bọn họ có thể đặt chân ở bên ngoài đều là nhâm hòa cho cho nên thay vì mạo hiểm đầu tư vào cơ cấu hợp tác còn không bằng cùng nhâm hòa hào phóng hợp tác ít nhất chỉ cần làm tốt cho dù thất bại cũng sẽ không bị nhâm hòa dễ dàng vứt bỏ bọn họ cũng rất may mắn cuộc đời này gặp được nhâm hòa giống như là cho nửa đời sau của mình thêm một phần bảo hiểm cho dù sự nghiệp thất bại nhâm hòa cũng nhất định sẽ cho bọn họ một miếng cơm ăn đây là chuyện bọn họ phi thường xác định một đám người vui mừng hớn hở tìm địa phương tiến hành cái khác hoạt động giải trí đi kinh đô hộp đêm sản nghiệp vẫn luôn muốn so với địa phương khác càng thêm phồn hoa một chút khiến nhâm hòa có chút không nghĩ tới chính là hứa nặc tiểu mập mạp này thế nhưng so với những lão bánh quẩy kia càng thêm thích cái này hai năm nay hắn kiếm tiền là ngoại trừ nhâm hòa ra nhiều nhất cho dù mỗi ngày ngâm mình ở loại địa phương này tiền cũng tiêu không hết Nhâm Hòa có thể cho hắn lời khuyên chính là phải có tiết chế. Nhâm Hòa và Dương Tịch cùng ngồi xe chuyên dụng của tập đoàn Thanh Hòa đi đến ngõ Lưu Hải, càng đến gần ngõ Lưu Hải, Nhâm Hòa lại càng khẩn trương. Bây giờ mẹ Nhậm biết rõ mọi chuyện của anh, đối với chuyện Dương Tịch nói thẳng chuyện của mình với mẹ Nhậm, Nhậm Hòa cũng dở khóc dở cười, thật phải biết rằng sẽ dẫn đến kết quả như vậy, lúc trước cho dù Liều chết cũng phải liên lạc với Dương Tịch trước. Hiện tại xem như tiếng thoái lưỡng nan tương lai vận động cực hạn của mình làm sao bây giờ? Nếu mẹ nhậm có thể cho phép mình tiếp tục chơi, nhậm hòa cảm thấy mặt trời sẽ mọc từ phía tây. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời điểm nhâm hòa một bước đi vào tứ hợp viện vừa vặn nhìn thấy mẹ nhâm ngồi ở trong đình viện uống trà. Phương thúc vương thẩm ngay tại bên cạnh ân cần hầu hạ, bếp lò nhỏ đun nước nóng, thêm trà. Mẹ nhâm đến đối với hai lão nhân này mà nói cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu bọn họ thậm chí không biết đây là ai, nhưng mà sau khi bọn họ biết đây là mẹ của đông gia, nhiệt tình kia thiếu chút nữa làm cho mẹ nhâm đều có chút chịu không nổi. Hai ông bà luôn lãi nhãi với mẹ nhậm, ông chủ chăm sóc bọn họ bao nhiêu. Mẹ nhậm cũng từ trong miệng dương tịch mới biết được, con trai mình đã sớm dùng hơn 4.000 vạn mua một tứ hợp viện trong ngõ lưu hải này. Tòa biệt thự lúc trước mình cho con trai, đối phương cũng chưa từng ở, đều là chú phương thiếm vương định kỳ đi qua quét dọn. Đứa con trai này thật sự là muốn lên trời, chuyện gì cũng dám gạt mình bất quá tứ hợp viện này mua ngược lại là có lời nàng chính là làm bất động sản đấy hiện tại biệt thự tại ngõ nhỏ lưu hải này đã sớm tăng giá trị hơn trăm triệu đây vẫn chỉ là một năm thời gian loại tứ hợp viện này thật sự là bán một tòa thiếu một tòa tăng giá trị là chuyện sớm muộn ngay cả chính bà cũng nghĩ tới có nên đặt mua hai tòa làm sản nghiệp gia truyền để lại cho nhâm hòa hay không không nghĩ tới chính là con trai đi ở phía trước mình mẹ nhâm có đôi khi cũng sẽ có chút không hiểu cuộc sống của đứa con trai này sau mùng ba bỗng nhiên hướng về một phương hướng không giải thích được yêu nghiệt cô nhìn thấy nhâm hòa một bước đi vào nhìn thấy bóng dáng cô sau đó muốn chạy mẹ nhậm ung dung đem chén trà hướng trên bàn đá dừng lại con còn có thể đánh đàn dương cầm a còn trở thành tiểu giáo sư giống như thơ của học viện âm nhạc julius cũng không có đàn một bài cho mẹ nghe một chút sao lúc ấy nhâm hòa nhìn thấy thần thái này của mẹ nhâm trong lòng liền kêu thảm chuyện xấu mẹ nhâm đây là khúc dạo đầu muốn tính tổng sổ sách lúc này nhâm hòa rất muốn cùng mẹ nhâm nói chuyện cái gì là lý tưởng cái gì mới là thứ con người cả đời này nên theo đuổi nhất con người nếu như không có mộng tưởng vậy cùng cá muối lại có cái gì khác nhau nhưng mà lời đến bên miệng lập tức thay đổi phong cách mẹ muốn nghe còn lúc nào cũng có thể đàn a dương tịch thật ra hiếm thấy bộ dạng khúng đúng này của nhâm hòa nhâm hòa bây giờ quả thực hận không thể chạy tới đấm chân xoa vai cho mẹ ruột con trai mua tứ hợp viện cũng không nói mời mẹ mình đến ở hai ngày buổi tối lão phương làm bánh cuốn cho mẹ ông nói đây là món con thích ăn nhất trước kia mẹ cũng không ăn một miếng mẹ nhậm tiếp tục bình tĩnh nói mẹ muốn ăn cứ ở đây mỗi ngày để chú phương làm cho mẹ ăn đúng không chú phương chú phương ở bên cạnh ngầm hiểu vội vàng hàm hậu nói ừ cho dù hơn nửa đêm bà muốn ăn hơn nửa đêm tôi cũng đứng lên làm trong khoảng thời gian này chú phương vẫn rất thấp thỏm thấp thỏm không phải bởi vì nhâm hòa vẫn không ở chỗ này mà là tư tưởng một mặt của mình dẫn đến vô công bất thụ lộc lúc trồng trọt hạt giống mình gieo xuống tỉ mỉ chăm sóc chỉ cần không gặp phải thiên tai hảo hảo trừ trùng diệt cỏ bón phân tự nhiên sẽ có một thu hoạch tốt trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu kỳ thật đây chính là tư tưởng một mặt nhất không liên quan đến nhân quả nhưng mà hiện tại bọn họ trong khoảng thời gian này một chút việc cũng không làm lại hưởng thụ nhâm hòa cho bọn họ lương cao bọn họ đem chuyện này nói cho khuê nữ lên đại học dù sao khuê nữ lên đại học đạo lý hẳn là hiểu nhiều hơn so với bọn họ khuê nữ cũng suy nghĩ nửa ngày mới trả lời chủ nhân nhà này rất có thể là một người có địa vị hiển hách nếu đối phương nhân hậu cha mẹ cứ tiếp tục làm đi đây là tín nhiệm đối với cha mẹ cha mẹ cũng đừng mệt mỏi một biệt thự khác của người ta còn đi quét dọn con không thể yên tâm hưởng thụ thành quả lao động của cha mẹ cho nên hiện tại chú phương và thím vương thật sự rảnh rỗi ngay cả biệt thự ở cống viện kia cũng là khuê nữ đi quét dọn bọn họ xem trọng tứ hợp viện này là được chú phương vẫn cảm thấy con gái mình là sinh viên đại học bắc kinh không thể làm việc nặng nữa nhưng con gái sống chết không đồng ý kiên trì muốn chia sẻ một ít công việc lại nói tiếp hai ông bà vẫn tương đối vui mừng khuê nữ không có nuôi không a à? nhưng mà lửa giận của mẹ nhậm nào có dễ dàng tiêu tan như vậy bà ý bảo chú phương thêm chút nước trà cho mình tiếp tục bình tĩnh nói tôi đã sống hơn nửa đời người mới biết được con trai tôi còn có thể vẽ tranh một bức tranh trị giá ngàn vạn cũng không nói vẽ cho mẹ mình một bức ở trước mặt ai kiên cường cũng không thể ở trước mặt mẹ mình quá kiên cường nhâm hòa chính là loại người vừa mới chính diện với mẹ vợ đều sợ hãi ở trước mặt mẹ mình nhâm hòa đương nhiên phải sợ vẽ bây giờ có thể vẽ nhâm hòa bây giờ là mồ hôi đầy trán thầm nghĩ thái hậu nhà mình có thể bớt giận làm con trai thật sự không cần thiết ở loại thời điểm này cùng mẹ ruột tranh cãi a à. dương tịch ở bên cạnh buồn cười nhìn tất cả cô rất rõ ràng mẹ nhậm rốt cuộc yêu đứa con trai này của mình bao nhiêu lúc trước khi mình vừa mới đem chuyện nhậm hòa xảy ra chuyện nói cho mẹ nhậm mẹ nhậm thật sự hai ngày hai đêm không chợp mắt từng cuộc điện thoại gọi ra tin tức của con trai mình vẫn như đá chìm đáy biển Hai ngày đó mẹ nhậm cũng không ăn một miếng cơm, Dương Tịch nhìn mà đau lòng. Trước kia nhậm hòa từng nói với Dương Tịch mình luôn nuôi thả, nhưng sau này khi Dương Tịch và mẹ con đồng bệnh tương liên nói chuyện phím, mẹ nhậm sẽ ôm một đống ăn ảnh kể cho Dương Tịch nghe chuyện khi còn bé của nhâm hòa. Lúc nhậm hòa còn bé muốn ăn kem sẽ nói mình đói bụng. Lúc nhâm hòa tè dầm ở nhà trẻ sẽ nói mình đổ mồ hôi. Có một lần nhâm hòa thiếu chút nữa đi lạc trong trung tâm thương mại, Nhâm Hòa từng đoạt quán quân cuộc thi mặc quần áo ở nhà trẻ. Cũng là lúc này, Dương Tịch mới ý thức được, kỳ thật rất nhiều chuyện có thể chính chúng ta cũng đã quên, nhưng cha mẹ cũng sẽ không quên. Khi đó nàng vô cùng nhớ Nhung Dương Ân cùng Tô Như Khanh, nàng càng nhớ rõ cảnh tượng năm đó sau trận hỏa hoạn kia. Tô Như Khanh ôm nàng ở ngoài đám cháy gào khóc, từ ngày đó về sau nàng cũng không thấy Tô Như Khanh khóc nữa. Nhậm Hòa rốt cục không có việc gì, khúc mắt của Dương Tịch cũng coi như đi một nửa, cô quyết định tối nay phải gọi điện thoại cho cha mẹ mà bên này mẹ nhậm vẫn tiếp tục oán giận con trai thật sự trưởng thành cái gì cũng không nói với mẹ mình có bạn gái tốt cũng không dẫn về nhà chơi nhâm hòa lúc ấy đều mê không phải hai người nói không cho yêu sớm sao bây giờ thái độ liền thay đổi anh nhìn về phía dương tịch có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này dương tịch được mẹ nhậm yêu thích cỡ nào sự thật cũng chính là như thế vốn nên là quan hệ mẹ chồng nàng dâu kết quả cũng bởi vì nhâm hòa xảy ra chuyện như vậy dương tịch quả thực giống như là trở thành khuê nữ của mẹ nhâm chuyện hai người biết so với mẹ nhâm cùng nhâm hòa nói chuyện còn nhiều hơn trong khoảng thời gian này dương tịch gọi từng tiếng một mẹ nhậm đã sớm coi cô là con gái của mình nói thật mẹ nhậm bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt hơn nữa trong khoảng thời gian này bà vô cùng rõ ràng một việc chính là dương tịch đối với con trai mình dùng tình sâu đậm đến mức nào làm mẹ ruột mà nói mẹ nhậm vĩnh viễn không hy vọng con trai mình mạo hiểm, nhưng nếu con trai thật sự vì dương tịch tình nguyện mạo hiểm tính mạng ở lại New York, bà cũng muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc có đáng để con trai mình làm như vậy hay không. Sau khi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, mẹ nhậm cũng cảm thán con trai mình ở phương diện tình yêu quả thật không thể bắt bẻ. Làm phụ nữ, phần lớn mọi người đều tán thưởng tình yêu hồn nhiên, chán ghét cặn bã. Để cho mẹ nhâm tương đối vui mừng chính là, con trai của mình ở phương diện này cũng rất tốt hai người trước mặt quả thực đã sáng tạo ra một câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt đương thời. Mà Dương Tịch, quả thật cũng đáng để con trai mình làm như vậy. Đây mới là nguyên nhân sau này mẹ nhậm không trách Dương Tịch nữa, bởi vì nàng đáng giá. Trong lòng Dương Tịch cũng cảm kích mẹ nhậm có thể hiểu được tất cả, tuy rằng ấy nấy trong lòng nàng sẽ không vì vậy mà giảm bớt, nhưng vào lúc này được người ta hiểu, tôn trọng, luôn làm cho người ta an tâm một chút. Nhâm Hòa nhìn mẹ Nhâm và Dương Tịch muốn thống nhất chiến tuyến, Lúc đó có chút đau trứng, mẹ nhậm liếc xéo anh một cái, nếu đã yêu thì cứ nói chuyện đàng hoàng, đừng phụ lòng người ta, tiểu Tịch, rảnh rỗi cũng sắp xếp cho mẹ và bố Nhậm Hòa gặp bố mẹ con một chút, định lại chuyện này một chút. Dương Tịch ở bên cạnh vui vẻ giống như lấy được thượng phương bảo kiếm, lần này Nhậm Hòa xem như chạy không thoát, cô cảm thấy quyết định lúc trước mình trực tiếp đến nhà Nhậm Hòa thật sự là quá sáng suốt. Nhậm Hòa ngây ngẩn cả người, cha mẹ không phải không cho con yêu sớm sao? con ở tuổi này ở quê vũ hán của ba con đã có con rồi cái gì mà yêu sớm mà không yêu sớm mẹ chưa từng nói qua bây giờ mẹ nhậm hoàn toàn không thừa nhận những lời trước đó đã nói ai ai mẹ định đoạt nhậm hòa nói xong liền định kéo dương tịch vào nhà nói chuyện chỉ cần mẹ nhậm không đề cập tới chuyện vận động cực hạn tất cả đều dễ nói kết quả ngay tại chỗ đã bị mẹ nhậm trừng mắt mẹ đã nói cho con đi chưa sổ sách của chúng ta tính xong chưa kỳ thật trong lòng nhâm hòa rất rõ ràng lúc trước mẹ nhậm nói đều là những chuyện nhỏ nhặt đối với bà mà nói cái gì đánh đàn không đánh đàn cái gì vẽ tranh không vẽ tranh đều chỉ là làm nền cho mẹ nhậm mà thôi hiện tại vừa mới tiến vào chính đề cũng chính là chuyện nhâm hòa muốn lãng tránh nhất vận động cực hạn đây kỳ thật là mẹ hắn cho tới nay không thể cùng lão nhâm mẹ nhâm điều hòa bởi vì sinh mệnh chỉ có một cho nên cha mẹ đối với chuyện này mới có thể vô cùng coi trọng thể thao mạo hiểm trong mắt cha mẹ là gì cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Hiện tại trong mắt mẹ nhâm, con trai mình ở xã hội này đã có tiền vốn an thân lập mệnh. Tập đoàn Thanh Hòa cho dù không có cách nào quật khởi giống như trong tưởng tượng của nhâm hòa, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nói chuyện mộng tưởng với thế hệ trước kỳ thật rất khó nói thông suốt, bởi vì bọn họ đã trải qua thời đại thay đổi. Bản thân cũng quá thiếu cảm giác an toàn đối với thời đại này. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy cho dù là gia đình phú thương cũng sẽ hy vọng con cái có bát cơm sắt nhưng mà nhâm hòa không có biện pháp thỏa hiệp ở phương diện này. Hắn hiện tại trải qua không phải vô cùng đơn giản nhân sinh, mà là làm lại một lần cơ hội trân quý. Hắn có thể không cần tiền tài không cần danh lợi, nhưng không thể để cho mình cả đời lưu lại tiếc nuối. Mẹ nhậm lạnh giọng nói, sau này không được mạo hiểm nữa, mẹ và ba con chỉ có một đứa con trai, chúng ta cũng không muốn người tóc trắng tiễn người tóc xanh. Lúc này nhậm hòa rất muốn nói chuyện lý tưởng với mẹ nhậm, nhưng anh cũng vô cùng hiểu rõ, Loại chuyện này ở chỗ cha mẹ căn bản không có đường hòa hoãn. Nếu đã về nước, trải qua nguy cơ cực lớn lần này, trái tim con cũng nên ổn định lại rồi. Mẹ nhậm tiếp tục nói, con muốn tiếp tục đi học hay không đều tùy con, nhưng mẹ vẫn đề nghị con tiếp tục đi học, sống đến già, học đến già, con đường nhân sinh của con còn rất dài. Mẹ chỉ có một yêu cầu, đó chính là không thể mạo hiểm nữa. Mẹ nhâm vô cùng rõ ràng con trai mình hiện tại ở lĩnh vực vận động cực hạn là địa vị gì. Nói thật bà cũng có chút mơ hồ kiêu ngạo với con trai mình lại có thể ở lĩnh vực vận động cực hạn xông ra thành tích như thế. Nhưng mà vấn đề là, cho dù nhâm hòa ở lĩnh vực này thành công hơn nữa, bà cũng không muốn để cho nhâm hòa tiếp tục. Phương thức biểu đạt tình yêu của mỗi người đều khác nhau. Phương thức biểu đạt tình thương của mẹ nhâm chính là hy vọng nhâm hòa có thể khỏe mạnh hạnh phúc, không cầu hắn có thể có đại phú đại quý. Nói thật, mẹ nhậm cũng rất rõ ràng, con trai mình ở trong đám bạn cùng lứa tuổi có thể đã là một trong những người ưu tú nhất mặc kệ là lĩnh vực bà có nguyện ý nhìn thấy hay không bà đều phải thừa nhận đứa con trai này của mình đã đủ ưu tú hơn nữa nói thật đứa con trai này của mình đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình bà cũng không có ý định khống chế cái gì chỉ là lo lắng con trai xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng nhâm hòa trầm tư một lát vẫn cắn răng cứng rắn nói kỳ thật tiền tài ở trong mắt con đã trở thành tồn tại giống như con số Kiếm càng nhiều tiền cũng không có cách nào làm cho nội tâm của con trở nên giàu có hơn, con muốn theo đuổi giấc mộng, có thể cha mẹ không hiểu tại sao con lại có giấc mộng như vậy, nhưng nếu như không hoàn thành, người sau lui về phía sau, con cảm thấy nửa đời sau của con nhất định sẽ ở trong hối hận mà vượt qua. Giấc mơ a, à. mẹ nhậm ngồi trong tứ hợp viện có chút hoảng hốt, ước mơ của mình là gì? Giấc mộng của cô chính là có thể làm một vũ công, nhưng mà lúc 17 tuổi đã được ông ngoại Nhâm Hòa đưa vào bộ đội làm một nữ binh thi đậu trường quân đội sau đó quen biết lão nhâm cuối cùng lại chuyển nghề sự nghiệp của hai người đều rất thành công tiền tài danh lợi mà mỗi người khát vọng ở chỗ cô cho tới bây giờ cũng không thiếu nhưng mà giấc mộng muốn làm một nghệ sĩ vũ công lúc trước của mình đã sớm tan vỡ cô luôn nghĩ chờ đến khi mình có thể về hưu dưỡng lão đi học đàn dương cầm hoặc là quốc họa cũng đều rất tốt tóm lại so với kiếm tiền không ngừng nghỉ thì tốt hơn Hiện tại con trai của mình bỗng nhiên cũng nhắc tới chữ mơ ước này với mình, giống như năm cô 17 tuổi khẩn cầu cha không đi tòng quân mà là học múa vậy. Ước mơ đại khái chính là cả đời đều đem chấp niệm còn sót lại, có vài người hoàn thành, có vài người lại muốn mang vào mộ phần. Khi lịch sử tái diễn trên người con trai, mẹ nhậm phải lựa chọn như thế nào? Tôn trọng sao, hay là bóp chết? Trước hôm nay, mẹ nhậm đã suy nghĩ rất lâu bởi vì bà đã rất rõ ràng mình không hề có năng lực chi phối ý chí của nhâm hòa ai còn chưa thấy qua mấy đứa nhỏ phản nghịch nhâm hòa cũng coi như là tốt rồi cho nên không chỉ có nhâm hòa đang suy nghĩ đối sách liền chính mẹ nhậm cũng đang suy nghĩ biện pháp chiết trung nhưng là nàng suy nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ thật sự đau đầu giấc mơ từ ngữ này quá mức tốt đẹp mẹ nhậm đứng dậy lý trí bình tĩnh nói từ nhỏ đã nhìn con lớn lên từng chút một từ nhỏ con đã rất nghe lời nhưng không biết vì sao bây giờ con bỗng nhiên trở nên có chủ kiến như vậy lại làm ra nhiều chuyện như vậy mẹ thậm chí không biết con đã tiếp xúc với súng ống khi nào mẹ rất bất ngờ cũng rất kiêu ngạo vì con nếu như ngươi không phải con của mẹ mẹ cũng sẽ cho rằng con là một đoạn truyền kỳ của xã hội đương đại nhưng con lại là con của mẹ mẹ không thể cứ như vậy nhìn con đi tiếp trên con đường nguy hiểm nhưng mà mẹ cũng phi thường rõ ràng chuyện con quyết định mẹ có thể không cách nào ngăn cản đã như vậy mẹ chỉ có một yêu cầu hai người các con xin cho mẹ một đứa cháu trước khi sinh ra cháu trai không nên tiến hành 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 động nguy hiểm đây coi như là một chút hiếu tâm của con đoạn văn này của mẹ nhậm vô cùng bình tĩnh nhưng nhậm hòa cũng có thể nghe ra một tia bi thương ẩn giấu trong những lời này tựa hồ mẹ nhậm đã tính toán nếu mất đi nhâm hòa nhi tử trưởng thành chính mình vừa vô lực ngăn cản lại không muốn bóp chết giấc mộng của hắn như vậy nàng có thể làm chính là để cho nhâm hòa lưu lại cho mình chút niệm tưởng không để cho mình cùng lão nhâm cô độc sống quãng đời còn lại nhâm hòa đã chết một lần trong lòng cô đó là bi ai cơ hồ làm cho cô không có cách nào thừa nhận hiện tại lại ngầm đồng ý cho con trai một lần nữa đi mạo hiểm loại quyết định này đối với mẹ nhâm mà nói quá mức gian nan mà nhâm hòa và dương tịch ngơ ngác nhìn nhau xin cháu trai sắc mặt dương tịch đỏ bừng Chú Phương và Thiếm Vương ở bên cạnh nhìn bộ dáng đôi tình nhân này vui mừng khôn xiết. Ở trong thôn bọn họ, Nhâm Hòa bọn họ ở tuổi này quả thật có thể sinh con. Nhưng chuyện sinh con này đối với Nhâm Hòa và Dương Tịch mà nói đều là chuyện chưa từng tưởng tượng qua, thật đáng sợ. Nửa năm trước còn dặn đi dặn lại ngàn vạn lần không nên yêu sớm, hiện tại cũng bắt đầu yêu cầu mình nhanh chóng sinh con. Không có một chút phòng bị a. À. Kỳ thật trong lòng Nhâm Hòa còn cảm thấy rất thú vị hai người từ lén lúc yêu đương đến bây giờ được phụ huynh hai bên tán thành. Bạn học cùng tuổi còn làm gì nữa? Còn đang đi học, còn đang chơi trò chơi, còn đang hưởng thụ vô ưu vô lự nhưng cũng vô tri không sợ trên con đường nhân sinh. Ngay tại bạn cùng lứa tuổi còn ở trên lớp 11 thời điểm, chính mình đều muốn bị thúc giục sinh con. Loại cảm giác này rất hoang đường, rồi lại cảm giác rất ngưu bức. Mẹ nhậm bỏ lại những lời này rồi đi, để nhậm hòa và dương tịch lại trong tứ hợp viện xấu hổ hai người trên con đường tạo em bé này ngay cả bước đầu tiên cũng chưa bước ra chú phương và Thiếm vương thì ở một bên cười tủm tỉm nhìn khiến dương tịch xấu hổ đến không chịu nổi tự mình chui vào phòng ngủ nhâm hòa ngồi ở trong sân đập miệng hắn ngược lại rất muốn mượn cơ hội này cùng dương tịch tiến thêm một bước mấu chốt là người ta hiện tại không muốn a à. cũng không thể tự mình sinh con chứ sáng sớm ngày hôm sau nhâm hòa vừa mới tỉnh ngủ đi ra sân chú phương liền kinh hỉ nhìn nhâm hòa ông chủ tỉnh rồi đã chuẩn bị bữa sáng xong. Nhưng mà khi chú Phương bưng bữa sáng tới, Nhâm Hòa cũng mơ hồ, đây là cái gì? Tiết Nhung, đại bổ, Phương thúc vui tươi hớn hở nói. Nhâm Hòa lúc ấy mặt liền đen, chú Phương này còn rất biết bổ đau. Trong ánh mắt tha thiết của chú Phương, sau khi uống gần nửa chén Tiết Nhung, chú Phương còn ở một bên nhiệt tình nói dông dài. Ở trong thôn bọn họ nuôi hưu, lại có công viên đi tìm bọn họ mua hưu, đây là một công việc lớn trong thôn. Vợ nhà ai ở cử, đàn ông bổ thân đều là uống tiết nhung đặc biệt có tác dụng nhưng nhâm hòa cảm thấy mình hiện tại căn bản không cần bổ sung bất quá nhâm hòa cũng không buồn bực quá lâu đợi đến khi dương tịch tỉnh lại hắn liền vui tươi hớn hở nhìn chú phương bưng qua cho dương tịch một chén tiết nhung thứ này là chú phương nhờ người bán tứ hợp viện thôi cường lấy tới thôi cường vừa nghe là chuyện trong nhà nhâm hòa lập tức nghĩa bất dung từ dặn dò người đi làm đối phương buôn bán ở kinh đô này chính là dựa vào một trái tim nhiệt tình sau khi uống tiết nhung xong là bữa sáng bình thường cũng không biết là uống tiết nhung hay là thế nào sáng sớm mặt dương tịch đã đỏ ửng nhâm hòa vừa cắn một miếng vừa hỏi cậu còn đi học không tớ định tiếp tục đi học lúc trước lúc rời khỏi tứ trung tớ cũng chỉ xin tạm hoãn không nghỉ học bây giờ trở về hẳn là có thể tiếp tục đi học theo tiến độ đừng thấy mẹ nói dễ nghe có đi học hay không cũng không sao cả nhưng nếu tớ không đi học bà có thể lải nhải tớ nhiều năm Nhâm Hòa bây giờ nói hai chữ mẹ chúng ta cũng thuận miệng, lúc trước là Dương Tịch đang nói, kết quả bây giờ ngược lại khiến cho Dương Tịch xấu hổ. Hiện tại tâm tình đã ổn định cô cũng nghĩ không ra lúc trước mình làm sao kiên trì ở lại nhà Nhâm Hòa. Đi học là khẳng định, cuộc sống trường học vẫn luôn là Nhâm Hòa hướng tới, lúc trước quyết định làm trưởng quỹ phủi tay ủy quyền đi ra ngoài, cũng chính là bởi vì hắn muốn có được càng nhiều tự do, cuộc sống nhàn nhã. Kiếp trước ở trong xã hội sống nhiều năm như vậy, bản thân khát vọng nhất chính là có thể trở lại sân trường. Cho dù là cùng các bạn học cùng nhau chơi đùa đô ta, cùng nhau đánh đánh địa chủ, thậm chí là nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn đều rất vui vẻ. Thời học sinh đại khái là thời gian phần lớn mọi người thích nhớ lại nhất. Trong khoảng thời gian đó có thể vì bạn bè đi kéo bè kéo lũ kéo lũ đánh nhau với người khác. Có thể ở ven đường cùng các huynh đệ uống say mềm, có thể cùng nhau rạng sáng xem bóng đá, xem thi đấu đô ta đó là thời gian tràn ngập hóc môn và tư tưởng va chạm không có quan hệ lợi ích không có lợi dụng và phản bội giữa bạn học có chút mâu thuẫn cũng không ảnh hưởng toàn cục mỗi người đều hăng hái phong hoa tuyệt đại ở độ tuổi thích hợp nhất của mình cho nên nhâm hòa đã sớm nghĩ kỹ sau khi hắn trở về cuộc sống bình thường vẫn là muốn tiếp tục đi học bất quá rốt cuộc là quay về tứ trung hay là đi nơi nào chính hắn cũng không nghĩ ra tớ cũng phải đi học nhưng chắc là tớ trực tiếp đến nhạc viện trung ương sau khi về nước mẹ đã sắp xếp xong xuôi, Dương Tịch uống một ngụm sữa đậu nành nói, vẫn là học đàn Dương Cầm, tuy rằng sau này nhất định là không có theo học cùng cậu, nhưng tớ vẫn hy vọng cậu có thể có nhiều bạn bè hơn. Lời này ngược lại là để cho Nhậm Hòa tương đối có cảm xúc, đối với hắn như vậy đã từng học tra tới nói, ở trong trường học học tập được đồ vật thật sự có thể ở tiến vào xã hội sau phát huy công dụng sao? Chưa chắc mà thời gian đó đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là thu hoạch được mấy người bạn kiếp trước cũng không nói kiếp này trung học cơ sở quen biết hứa nặc trung học cơ sở lại quen biết tưởng hạo dương lưu băng lý nhất phàm lưu dai mẫn bọn họ trên thực tế chính là đoạn tình bạn kia chống đỡ những thời gian đó thể chế trong nước chính là như vậy có gia thế của dương gia tố chất của dương tịch lại vượt qua thử thách hiện tại đặc biệt tuyển vào học viện âm nhạc trung ương cũng không phải việc khó gì nhưng nhâm hòa nên làm gì bây giờ đến lúc này nhâm hòa cũng không cần thiết phải học cùng một trường với dương tịch hai người đều ở cùng một chỗ không học cùng một trường thì có quan hệ gì đâu trọng điểm là đi học về phần rốt cuộc đi trường nào nhâm hòa ngược lại không sao cả hắn định đi hỏi chu lão có phương pháp hay không rồi nói sau bạn học trước kia của hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến nhậm hòa tại đảm đương vị trí tiểu giao sư của học viện âm nhạc julia lại một lần nữa về tới trong nước hơn nữa còn muốn vượt qua trung học trực tiếp đi học đại học. Nhâm hòa nhân sinh đã tự do, không hề câu thúc với quỷ tích của người bình thường, giống như siêu thoát vậy. Nhưng hắn cũng dự định ở trong cuộc sống đại học có bao nhiêu phách lối, dù sao thân phận thứ này luôn sẽ ảnh hưởng đến cán cân tình cảm giữa bạn bè. Nhâm hòa cũng không có ý định để cho ai nâng mình sống qua ngày, dùng tâm bình thường đi đối mặt cuộc sống bình thường, như vậy là đủ rồi. Quỷ Thanh Hòa lúc này đã trở thành quỷ từ thiện chói mắt nhất trong nước toàn bộ bởi vì bộ đầu tiên của Harry Potter bán chạy trên phạm vi toàn thế giới, khiến quỹ thanh hòa trong khoảng thời gian này có rất nhiều động tác lớn. Tài chính sung túc, vốn không ai dám tùy tiện kéo cao lương bổng của giáo viên dạy kèm, nhưng mà quỹ thanh hòa lại dám. Trong khoảng thời gian này, thậm chí có một số giáo viên dạy kèm ưu tú từng dạy qua, lại bởi vì nguyên nhân kinh tế ấy nấy rời đi, một lần nữa trở lại cương vị dạy kèm. Đây mới là chuyện khiến nhâm hòa vui mừng nhất bởi vì bọn họ đang trợ giúp những giáo viên dạy học có phẩm cách cao thượng này hoàn thành giấc mộng của mình lại có thể cải thiện cuộc sống của mình ai cũng có quyền theo đuổi cuộc sống tốt đẹp bọn họ rời đi cũng không phải lỗi của bọn họ mà là xã hội này còn chưa phát triển đến giai đoạn cao hơn hiện tại nhâm hòa đến trợ giúp bọn họ viên viên mộng chuyện này bản thân đối với nhâm hòa mà nói chính là có ý nghĩa nhâm hòa và chu lão hẹn ngày mai cùng nhau ăn cơm liền cùng dương tịch đến cửa tứ trung du ngoạn lại chốn cũ đây là một đoạn thời gian vui vẻ lúc trước bọn họ trải qua, coi như là trường học cũ của hai người. Ở cửa nhìn học sinh bên trong vội vàng vàng từ trong phòng học đi ra lao tới sân thể dục, lao tới thư viện, lao tới căng tin, tiệm bán đồ vặt, nhâm hòa liền cảm thấy có chút dường như đã qua mấy đời. Thời gian mình rời đi cũng không dài, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Sau trận chiến ở New York tâm tình của hắn quả thật có biến hóa theo một phương hướng khác, càng thêm trầm tĩnh, càng thêm khát vọng cuộc sống an bình hắn thà rằng một hồi ác mộng kia cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh khi nhâm hòa và dương tịch đứng ở cửa tứ trung cảm nhận được hơi thở nồng nặc của bạn cùng lứa tuổi nhâm hòa cảm thấy mình rốt cục cũng buông xuống đoạn hồi ức không tính là tốt cũng không tính là xấu này đêm này hẳn là sẽ không lại mơ thấy mưa bom bão đạn cuộc sống sân trường mới cũng sắp bắt đầu bọn họ sẽ nhận thức bằng hữu mới bạn học mới cuộc sống mới dương tịch nhẹ nhàng kéo tay nhâm hòa Cô biết rõ trong lòng nhâm hòa vẫn có một tảng đá đè lên bởi vì hắn đã dính máu. Giờ này khắc này cô thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình biến hóa của người bên cạnh, tự đáy lòng vì nhâm hòa cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cô cảm thấy nhâm hòa rốt cục từ trong bóng tối New York đi ra, không có thương xót, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh. Nhưng nhâm hòa cảm thấy chuyện này chưa xong, không phải nói CIA còn dám chịu áp lực trong nước gây sóng gió, mà là nhâm hòa cảm thấy những thứ lúc trước đối phương gây ra cho mình, mình cần phải trả lại. Hắn là một người mang thù, cho tới bây giờ đều là như vậy. Lúc hai người rời khỏi cửa tứ trung, trong sân trường bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, sao tôi lại giống như thấy được dương tịch và vị xã trưởng của câu lạc bộ Thanh Hòa sóng vai rời đi. Ha ha, cậu Hoa mắc đi, hai người bọn họ đã sớm xuất ngoại, một người ở Mỹ một người ở Anh Quốc, bạn trai dương tịch chính là kỵ sĩ, đừng loạn điểm uyên ương phổ. Hết chương 480 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.